Quy Sơn. Bứt phá. Tiếp tục đột phá. Dứt điểm. 2-1. Pha bóng có thể nói là độc chiến của Quy Sơn. Khoảng 20 phút đầu tiên của hiệp 1, đội tuyển U23 Việt Nam mới giữ được bóng, kiểm soát được thế trận, duy trì được sự nhịp nhàng và trên nền tảng lối chơi quen thuộc bắt đầu tìm được những cơ hội. Bây giờ thì họ đã vượt lên sau khi có được những bàn thắng liên tiếp của Văn Quyết và Phi Sơn. Trung vệ của đối phương rất cao lớn. Nhưng lên 3-1, Phi Sơn đã vẽ thêm một đường cong có thể nói là tuyệt hảo để đánh bại hoàn toàn mọi nỗ lực cản phá của thủ môn Estevez. Thực sự là rất hưng phấn. Phi Sơn vẫn là pha đi bóng kỹ thuật của Phi Sơn. Tỷ số là 2-0. Rất đẹp mắt. Và đó lại là bàn thắng của Đình Bảo. Phi Sơn dứt điểm trọng hoàng, dứt điểm trọng hoàng. Đức vừa rồi đã bó vào trong để hỗ trợ cho cặp trung vệ bên phía Hà Nội TNT. Nỗ lực chuyền bóng của Phi Sơn, trọng hoàng đã khi mà Ngọc Đức đã liều mình cản phá. Phi Sơn bằng kỹ thuật cá nhân rất tốt của mình đã đi bóng và nỗ lực có được. Going for a third Vietnamese goal. They reclaim that two-goal advantage. They haven't seen much possession. They've been nowhere in the territory stakes in this second half. But they reclaim their two-goal advantage on the break. Sidhi beaten for the third time in the match. And the Vietnamese crowd that seemed to be silenced a short while ago by the Iranian penalty are back on their feet and celebrating. It was Chan Pi-son who won possession at a quick little 1-2, continued on his merry way. And then from the edge of the 18-yard area between two closing Iranian defenders managed to unleash a power. Pi-son, đường truyền rất chính xác. Sousa, tỷ số là 7-0 cho cao thủ Iran Việt Nam. Bàn thắng khá đẹp của Pi-son. Không biết là bóng có chạm hay không, nhưng đường bóng đã vẽ ra một đường cong tuyệt vời sau cú dứt điểm của Phi Sơn.